Toyotomi Hideyoshi, từ nông dân đến người cai trị Nhật Bản. Xuất thân là một nông dân bình thường và từng là người hầu mang dép cho gia tộc Oda. Toyotomi Hideyoshi dần trở nên nổi tiếng nhờ tài năng vượt trội, kỹ năng chiến đấu bẩm sinh và tư duy chiến lược, khiến ông được Oda Nobunaga, người thống nhất một nửa Nhật Bản, để mắt tới và bổ nhiệm làm một trong những tướng lĩnh thân cận nhất. Sau cái chết của Nobunaga, Hideyoshi kế tục sự nghiệp thống nhất đất nước của ân chủ, thậm chí còn mở rộng thêm biên giới Nhật Bản. Nhờ vậy, ông trở thành người hoàn thành ước mơ thống nhất quốc gia của Oda Nobunaga. Hideyoshi xứng đáng được coi là bậc thầy quân sự, là người thống nhất vĩ đại thứ hai sau Nobunaga. Sinh ra là nông dân. Chi tiết về thời thơ ấu của Toyotomi Hideyoshi khá mơ hồ. Theo truyền thống, cha của ông là một nông dân nghèo ở tỉnh Owari, người thỉnh thoảng phục vụ với tư cách là Ashigaru hay lính bộ binh trong đội quân của gia tộc Oda. Các ghi chép lịch sử cho biết Hideyoshi sinh năm 1537 tại làng Nakamura dưới cái tên là Hideyoshi Maru. Do xuất thân nông dân nghèo nên Hideyoshi không có họ gia đình. Người ta nói rằng khi còn nhỏ, Hideyoshi đã gia nhập một ngôi chùa để tu học, nhưng nhanh chóng bỏ dở con đường này. Sau đó ông lang thang đến lãnh thổ của gia tộc Imakawa, kẻ thù của nhà Oda, và phục vụ một số lãnh chúa địa phương. Do liên quan đến một vụ cướp bóc, Hideyoshi buộc phải chạy trốn về Owari vào năm 1557 và gia nhập đội quân của gia tộc Oda, phục vụ như một nông dân và Ashigaru trong thời kỳ chiến quốc Sengoku. Tài năng chiến đấu của Hideyoshi nhanh chóng được Oda Nobunaga, một lãnh chúa trẻ tuổi đầy tham vọng, để ý. Ông được bổ nhiệm phục vụ trực tiếp dưới trướng Nobunaga. Trong thời gian này, Hideyoshi trở thành người mang dép cho Nobunaga, một đặc ân dành cho các Ashigaru có tài. Lãnh chúa tài giỏi dưới thời Oda Nobunaga. Toyotomi Hideyoshi nổi bật với nhiều tài năng dưới thời Oda Nobunaga. Ông thể hiện kỹ năng tổ chức và quản lý tuyệt vời. Chính điều này đã khiến Nobunaga giao phó cho ông trách nhiệm giám sát việc sửa chữa lâu đài Kyosu. Hideyoshi cũng là một chiến binh dũng cảm và giỏi chiến thuật. Năm 1560, ông đặc biệt thể hiện tài năng chiến đấu trong trận Okehazama chống lại gia tộc Imakawa. Sau chiến thắng này, Nobunaga phong Hideyoshi lên hàng thuộc hạ thân cận và samurai. Năm 1561, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Hideyoshi đã giám sát việc xây dựng lâu đài Tsunamota, khiến Nobunaga càng tin tưởng vào năng lực của ông. Hideyoshi cũng tỏ ra là một nhà ngoại giao tài ba. Năm 1564, ông thuyết phục được một số samurai ở tỉnh Mino phản bội lãnh chúa của họ và gia nhập phe Nobunaga. Đến năm 1567, nhờ sự đóng góp của Hideyoshi, Nobunaga giành chiến thắng trong trận bê hãm lâu đài Inabayama. Thành công này giúp Hideyoshi trở thành một trong những tướng lĩnh then chốt của Nobunaga. Năm 1570, sau thất bại trước quân địch, Hideyoshi đã anh dũng bảo vệ đường rút lui cho Nobunaga, góp phần quan trọng vào chiến thắng của nhà Oda trong trận Anegawa. Đến năm 1573, vì công lao đó, Nobunaga đã phong Hideyoshi làm lãnh chúa Daimyo, cai quản ba huyện ở tỉnh Omi, nơi ông đẩy mạnh sản xuất vũ khí. Báo thù cho Nobunaga và trở thành người cai trị Nhật Bản. Năm 1582, Oda Nobunaga và người thừa kế Nobutada bất ngờ bị tướng Akechi Mitsuhide phản bội. Sau khi chiến đấu quyết liệt, cả Nobunaga và Nobutada đều phải tự sát bằng nghi thức mổ bụng seppuku. Vào thời điểm đó, Hideyoshi đang bao vây thành Takamatsu của gia tộc Mori, một pháo đài chiến lược quan trọng. Nghe tin lãnh chúa của mình bị ám sát, Hideyoshi nhanh chóng sử dụng kỹ năng ngoại giao để ký kết hòa ước có lợi với kẻ thù Mori, đồng thời giữ bí mật về cái chết của Nobunaga. Sau khi đã đảm bảo an toàn cho hậu phương, Hideyoshi tiến hành quân thần tốc về Kyoto với tốc độ 40 km mỗi ngày. Ông cùng liên minh với tướng Niwa Nagahide và con trai thứ của Nobunaga là Oda Nobutaka để đánh bại Mitsuhide. Ngày 2 tháng 7 năm 1582, quân của Hideyoshi giao chiến với Mitsuhide trong trận Yamazaki. Với kỹ năng sử dụng súng hỏa mai, Hideyoshi đã tiêu diệt đối phương và bao vây Mitsuhide. Quân Mitsuhide rơi vào hỗn loạn, bản thân ông ta cố trốn chạy nhưng bị bắt và xử tử. Sau chiến thắng quyết định này,
Hideyoshi tiến vào Kyoto, nắm quyền lực của nhà Oda và mở ra một thời kỳ mới đầy rắc rối. Được phong nhiếp chính Kanpaku. Đầu năm 1583, Toyotomi Hideyoshi triệu tập tất cả tướng lĩnh hùng mạnh thuộc phe Oda Nobunaga đến lâu đài Kyoshu để quyết định ai sẽ kế tục dòng họ Oda. Các con trai còn sống sót của Nobunaga là Nobukatsu và Nobutaka đã tranh giành quyền lực với nhau. Sau cùng thì Hideyoshi và các trưởng lão nhà Oda đồng ý chọn Oda Hidenobu, con trai đã mất của Nobutada, làm người kế thừa. Họ cùng quyết định chia cắt các vùng đất chinh phục giữa các tướng lĩnh cũ của Nobunaga và thành lập hội đồng bốn chỉ huy giúp Hideyoshi cai trị từ kinh đô Kyoto. Tuy nhiên, căng thẳng nhanh chóng leo thang giữa Hideyoshi với các thành viên khác trong hội đồng. Năm 1583, ông thậm chí còn đánh bại tướng Shibata Kasie trong trận Shizugatake. Sau thất bại này, Kasie phải tự sát. Thách thức lớn tiếp theo đến từ Oda Nobukatsu và Tokugawa Ieyasu, bản thân kim đồng minh cũ của Nobunaga. Năm 1584, hai phe giao tranh trong trận Komaki Nagakute bất phân thắng bại. Để hòa giải, Hideyoshi đã gửi mẹ và em gái của mình làm con tin cho Ieyasu. Cuối cùng vào năm 1585, Hideyoshi trở thành người cai trị tối cao khi được bổ nhiệm làm nhiếp chính hoàng gia Kanpaku. Điều này giúp dòng họ ông được nâng lên hàng gia tộc, đồng thời có quyền kiểm soát trực tiếp đối với Osaka. Hoàn thành công cuộc thống nhất Nhật Bản. Sau cái chết của Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi tiếp nối sự nghiệp thống nhất của Nhật Bản Nobunaga. Tuy nhiên, một số phe phái vẫn chống đối quyền lực của ông, trong đó các chiến binh Phật giáo Negodogumi. Năm 1585, để dập tắt mối đe dọa này, Hideyoshi đã tàn sát các chiến binh Phật giáo ở chùa Negoroji và Ota, thể hiện sự tàn bạo tương tự Oda Nobunaga trước đây. Cùng năm thì Hideyoshi tiến quân đánh chiếm đảo Shikoku đang nằm dưới quyền cai trị của Chosokabe Motochika. Sau chiến dịch nhanh chóng, Motochika đầu hàng và chấp nhận sự thống trị của Hideyoshi. Mùa hè năm 1585, Hideyoshi chinh phục các tỉnh Etsu và Hida, thể hiện tài năng quân sự vượt trội so với Oda Nobunaga. Chỉ trong vài ngày, hai tỉnh này đã bị chinh phục hoàn toàn. Năm 1586, Hideyoshi xâm chiếm đảo Kyushu, một trong những hòn đảo lớn nhất Nhật Bản nằm dưới quyền của gia tộc Shimazu. Anh em cùng cha khác mẹ của ông là Hidenaga đổ bộ vào bờ đông, trong khi Hideyoshi tấn công tỉnh Chikuzen. Trong vài tháng, toàn bộ Kyushu đã thất thủ. Cuối cùng vào năm 1590, Hideyoshi chinh phục vùng Kanto bằng cách buộc gia tộc Hojo đầu hàng sau khi ông xây lâu đài Ichigayayama gần pháo đài chính của họ trong thời gian kỷ lục. Sau chiến dịch này, toàn bộ Nhật Bản thống nhất dưới quyền cai trị của Hideyoshi. Cuộc cải cách lớn và đàn áp tín đồ Cơ đốc giáo. Để củng cố quyền lực và ổn định đất nước sau thời kỳ chiến tranh, Toyotomi Hideyoshi đã ra lệnh thực hiện chính sách săn kiếm trên toàn quốc. Nhiều lãnh chúa trước đây cũng từng sử dụng biện pháp này để tước vũ khí của dân chúng nhằm ngăn chặn bất ổn và nổi dậy. Tuy nhiên, cuộc săn kiếm của Hideyoshi có quy mô chưa từng có tiền lệ. Năm 1588, Hideyoshi ra lệnh cấm người dân sở hữu kiếm, tịch thu vũ khí và trừng phạt nghiêm khắc bất cứ ai chống đối. Các thanh kiếm bị tịch thu sau đó được nấu chảy để đúc tượng Phật khổng lồ, một biểu tượng cho hòa bình. Hideyoshi cũng can thiệp sâu vào văn hóa và nghi lễ. Ông ra lệnh thay đổi nhiều nghi thức tra đạo truyền thống. Năm 1591, trong cơn thịnh nộ, Hideyoshi ra lệnh cho bậc thầy tra đạo Senno Rikyu phải tự sát. Tuy vậy, ông vẫn bảo trợ nhiều dự án nghệ thuật lấy cảm hứng từ Rikyu. Hideyoshi cũng quan tâm đến nghệ thuật sân khấu Nō. Ông duy trì truyền thống tài trợ các vở diễn. Bản thân Hideyoshi còn tập luyện và biểu diễn nhiều vai chính trước mặt thiên hoàng. Về tôn giáo, Hideyoshi hầu như không chấp nhận sự đa dạng. Năm 1587, ông trục xuất các nhà truyền giáo Thiên Chúa ra khỏi Kyushu và nghi ngờ các lãnh chúa theo đạo Thiên Chúa. Cuối cùng thì ông tra tấn và xử tử 26 tín đồ Công giáo, trong đó có cả trẻ em và nhà truyền giáo nước ngoài, nhằm ngăn chặn sự lan truyền Cơ đốc giáo. Họ bị đóng đinh vào tháng 2 năm 1597 tại Nagasaki, được gọi là 26 vị tử đạo Nhật Bản. Vô cùng lo lắng về người kế nhiệm. Năm 1591, con trai đầu lòng của Hideyoshi là Tsurumasu qua đời.
đe dọa tương lai của triều đại Toyotomi. Ngay sau đó, người anh em cùng cha khác mẹ của Hideyoshi là Hidenaga cũng mất, khiến vị trí kế vị ngày càng bấp bênh. Do đó, tháng 1 năm 1592, Hideyoshi chỉ định cháu trai là Hidesugu làm người thừa kế ngôi vị, phong cho ông ta tước hiệu nhiếp chính Kampaku. Bản thân Hideyoshi lui về làm nhiếp chính đã về hưu hay Taiko, nhưng vẫn nắm quyền lực thực tế phía sau Hidesugu. Năm 1593, vợ thứ hai của Hideyoshi là Yododono sinh con trai Hideyori. Lo lắng cho sự an toàn của con, Hideyoshi bắt đầu có dấu hiệu hoang tưởng nghiêm trọng. Ông buộc Hidesugu phải từ bỏ tước vị và sống lưu vong trên núi Koya. Đến năm 1595, Hideyoshi ra lệnh cho Hidesugu và toàn bộ người thân của ông phải tự sát. Những ai cãi lệnh đều bị truy tố và xử tử, kể cả phụ nữ và trẻ em. Ngoài cơn thịnh nộ bất thường, hành động điên rồ này cho thấy Hideyoshi dần trở nên mất trí. Người hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước vĩ đại, giờ đây đang biến thành một bạo chúa điên loạn, có thể đẩy Nhật Bản đến bờ vực sụp đổ. Hai lần tiến hành xâm lược Triều Tiên. Toyotomi Hideyoshi mơ ước chinh phục Trung Quốc. Ông cho rằng để làm được điều này, ông phải đi qua bán đảo Triều Tiên do triều đại Joseon cai trị. Hideyoshi đã cố gắng thuyết phục Joseon cho phép quân Nhật đi qua lãnh thổ của họ một cách hòa bình, nhưng bị từ chối hai lần. Tức giận, vào năm 1591, Hideyoshi ra lệnh chuẩn bị xâm lược, mở đầu cho cuộc chiến tranh Imjin. Hideyoshi bổ nhiệm tướng Ukita Hide làm tổng chỉ huy và tháng 4 năm 1592 ra lệnh tấn công. Trong 4 tháng đầu, quân Nhật đã tràn vào Triều Tiên chiếm đóng hầu hết lãnh thổ bao gồm cả Seoul và Bình Nhưỡng. Vào năm 1593, vua Seongjo cầu cứu Minh Thần Tông của Trung Quốc. Minh Thần Tông phái 43.000 quân do Lý Như Song, Yi Ru Song chỉ huy để giành lại Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, quân Nhật ngăn chặn được cuộc tấn công của Trung Quốc gần Seoul trong trận Gokjewon. Trên bộ, Nhật thắng thế, nhưng trên biển, đô đốc Lý Thuấn Thần, Yi Sun Sin đã cắt đứt đường tiếp tế của Nhật, sau đó tiêu diệt hạm đội Nhật trong loạt trận huyền thoại. Cuối năm 1593, Nhật Bản bắt đầu rút khỏi Triều Tiên và bắt đầu đàm phán với nhà Minh của Trung Quốc. Cả hai bên đều tự tuyên bố chiến thắng. Từ năm 1594 đến 1597, các phái đoàn ngoại giao của hai bên liên tục truyền đạt thông tin sai lệch, khẳng định với vương triều của mình rằng đối phương đã đầu hàng và thậm chí là chấp nhận làm chư hầu. Cuối cùng, vào năm 1597, xung đột nổ ra trở lại. Lần này Hideyoshi cử Kobayakawa Hideaki chỉ huy. Tuy nhiên, lực lượng Nhật Bản ở trên bộ kém thành công so với đợt tấn công trước. Quân Hàn Trung cố gắng đẩy lui Kobayakawa khỏi tỉnh Gyeongsan, ngăn chặn sự tiến công thêm của quân Nhật dù phải chịu nhiều thất bại. Đoàn tấn công quyết định đến từ hải quân do đô đốc Lý Thuấn Thần chỉ huy. Ông liên tiếp đánh bại hạm đội Nhật, khiến vị thế của họ tại Triều Tiên không thể giữ vững. Giữa năm 1598, quân Nhật bị cắt đứt tiếp tế và bị tổn thất nặng nề. Tuy nhiên, Hideyoshi vẫn cố tình phớt lờ thất bại này. Chết trong cơn mê sảng. Tin tức thảm bại liên tiếp từ chiến trường Triều Tiên không làm giảm bớt tình trạng hoang tưởng ngày càng tăng của Hideyoshi. Cơn thịnh nộ không kiểm soát được trở thành chuyện thường xuyên với những người hầu cận. Nhiếp chính hoàng gia dần trở nên mất trí và không lâu sau đó đã lâm bệnh nặng. Nhận thấy cái chết đang gần kề, vào năm 1598, Hideyoshi chỉ định một hội đồng 5 người nhiếp chính thay mặt cho con trai Hideyori còn nhỏ tuổi. Hội đồng gồm Mori Terumoto, Uesugi Kagekatsu, những tướng lĩnh thất bại ở Triều Tiên, cùng với Ukita Hideye, Kobayakawa Takakage và đặc biệt là Tokugawa Ieyasu. Tháng 9 năm 1598, Hideyoshi qua đời, để lại ngân khố cạn kiệt sau chiến tranh Triều Tiên. Hội đồng quyết định nhanh chóng rút quân khỏi Triều Tiên, chấm dứt cuộc chiến 7 năm vô nghĩa. Trong vài năm sau đó, các thành viên trong hội đồng lãnh đạo xung đột lẫn nhau. Ieyasu dần nổi lên là người đứng đầu, thành lập mạc phủ Tokugawa và khởi đầu thời kỳ Edo kéo dài hơn 250 năm. Nhìn lại hành trình của Hideyoshi, ta thấy rằng bất chấp những khuyết điểm vào những năm cuối đời, Hideyoshi vẫn được tôn vinh là người thống nhất vĩ đại thứ hai của Nhật, cùng với Oda Nobunaga và Tokugawa Ieyasu, bộ ba huyền thoại của lịch sử Nhật Bản. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!